Bộ Công an vừa có buổi giao ban trực tuyến đầu năm mới Nhâm Dần 2022 với sự tham gia của điểm cầu Công an thành phố Đà Nẵng và Công an các đơn vị địa phương trên cả nước. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi giao ban. Tết Nhâm Dần 2022, Công an các đơn vị địa phương đã quán triệt, thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Công an về sao quân tấn công trấn áp truy nã tội phạm, tuyệt đối không để các vụ việc phức tạp nảy sinh gây mất an ninh trật tự, tạo tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Số vụ phạm pháp hình sự giảm trên 25% so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021. Nhiều địa phương đã làm tốt công tác tuần tra, khép kín địa bàn, tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Đặc biệt, toàn lực lượng đã làm tốt công tác quản lý, giám sát và phối hợp với nhiều lực lượng để chủ động phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng, đồng thời biểu dương và khen ngợi những tấm gương hy sinh đấu tranh đến cùng với tội phạm. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã miệt mài với công tác phòng chống dịch, chưa cả Tết, chưa được về thăm gia đình. Mong muốn các đơn vị địa phương xem đây là tiền đề để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới.